Ok anh em, rồi hôm nay mình sẽ tiếp tục code cái chỉnh sửa tin đăng nha. Hôm bữa mình còn một khúc dưới mình chưa làm xong ấy. Bây giờ mình sẽ là vô con app của mình nha anh em. Vô quản lý tin đăng này. Thì chỗ này nè, khi mình gọi là bấm vô một cái nút sửa thì nó sẽ là lấy được cái thông tin của thằng mình muốn sửa. Và nó làm gì? Và nó là sẽ là tự gọi là để giá trị vô nha. Giả sử anh bấm sửa vô cái căn hộ cao cấp nè, đấy nè, nó sẽ load được cái gọi là tỉnh thành phố nè, nó sẽ load hết vào đây nha. Đó, tiêu đề có đâu nè, nội dung mô tả đã có rồi đó. Bây giờ còn một cái là đối tượng cho thuê và gì thêm ảnh mà chưa làm thì hôm nay mình sẽ làm. Thì bây giờ trước tiên mình vô cái đối tượng cho thuê đúng không. Cái đối tượng cho thuê mình là nó nằm ở cái overview này. Thì trong cái overview mình có một cái thẻ select cuối cùng là cái target này. Thì bây giờ mình sẽ nhiệm vụ của mình là set default cho cái thằng target này. Khi mà bấm nút sửa thì nó sẽ có một cái default trong này. Thì cái default đó mình lấy như thế nào? Cái default đó thì bây giờ mình sẽ là đầu để coi bên address này mình đã lấy cái data như thế nào nhỉ. À đúng rồi, mình có một cái gọi là edit data lấy ở trong cái redux này. Thì bây giờ qua đây mình cũng y chang nha, mình cũng là chọt vô thằng này mình lấy thôi. Ở trên C này. Đấy, mình sẽ là qua đây mình cũng lấy được cái gọi là data edit nha. Đấy, trong này mình sẽ có được data edit. Mà data edit là gì? Để mình lock ra mình coi thử cái data edit là gì. Ok, còn trên C này, trên V này, mình sẽ lock ra coi thử là cái data edit này là gì nha. Rồi, sau khi xong đây, cái data edit của mình đây. Đấy, data edit của mình nó sẽ là như thế này. Thì bây giờ nó sẽ có cái gì? Nó có một cái trường gọi là target không? Để mình xem nha. Chắc chắn phải có một cái trường gọi là target. Vậy là cái target này nó nằm ở trong cái gọi là attribute hoặc là overview. Attribute không phải thì nó sẽ nằm ở trong overview. Đây nó sẽ có một cái gọi là target nè. Target là tất cả đúng không? Thì mình sẽ lấy thằng này mình làm cái default cho nó luôn nha. Thì nó sẽ là chọc vô overview đúng không? Thì chỗ này nè, mình đã lock ra rồi thì bây giờ mình sẽ xóa đi, không cần nữa. Chỗ này nè, mình sẽ xác cái gọi là cái target này nè. Bây giờ mình sẽ làm như thế này, tức là mình xét xem là cái data edit nè, gọi là chấm vô gọi là overview nè, chấm hỏi nè, overview nè, đấy, có s nè, và mình sẽ là chọt vô cái gọi là target nè. Tức là nếu mà có thằng này thì mình sẽ xét cho nó là default là thằng này, còn nếu không có thì mình sẽ xét default là payload.target nha. Thì cái payload.target này là chưa rỗng này. Đó, thì nếu có thì nó xét, không có thì nó như thế này, thì mình lưu lại. Rồi chỗ này lưu lại thì mình ra mình check trên đây nè anh em thấy không? Chỗ này tất cả nó đã lấy được cái giá trị là tất cả rồi đúng không? Bây giờ còn cái ảnh nữa thôi. Cái ảnh thì nó nằm ở cái create post này, nó nằm ở ngoài này luôn. Thì để mình xem cái ảnh mình chơi như thế nào nha. Thêm ảnh nè, đấy, bây giờ cái gọi là cái ảnh này á, phụ thuộc vào cái biến nào, phụ thuộc vào cái biến là preview đúng không, phụ thuộc vào một cái biến gọi là preview, mình nhớ là vậy. Provin không xài nè, mình đúng rồi, mình phụ thuộc một cái biến là image preview này. Thì nhiệm vụ của mình là xác cái image của mình thành image preview thôi. Mình sẽ có một cái trường là image, đây mình sẽ có một cái trường là image đây nè. Đó, mình sẽ lấy cái thằng image này, nhưng mà thằng image này nè anh em, nó đang ở cái dạng là JSON nha, đang ở cái dạng là JSON nha, cái mảng nhưng mà được JSON sang chuỗi rồi, nên bây giờ mình sẽ là convert nó sang cái dạng mảng trước, rồi sau mình sẽ lưu cho cái thằng thằng image preview của mình ha. Thì cái này là mình sẽ chọt vô cái image này, rồi xong mình sẽ chọt vô image lại nữa ha. Thì chỗ này nè, mình lấy được cái data edit chưa, data edit đâu, đây mình có được cái data edit này. Thì đã có được thì chỗ này mình sẽ là view effect nè. Mình sẽ là dùng view effect nha, để coi trên đây mình sẽ dùng data edit làm gì. Đúng rồi, mình sẽ dùng cái view effect này đúng không. Thì chỗ này nè, cái data edit này mình sẽ dùng một cái view effect, view effect nè. Rồi mình sẽ dùng chỗ này ha, mình sẽ chắc là nếu mà gọi là dependency của nó là data edit luôn nha. Nếu mà data edit thay đổi thì mình sẽ chạy vô đây mình chơi. Thì trong này mình sẽ làm gì? Trong này đầu tiên á, mình phải gọi là xét xem nè, if nè, mình sẽ check xem là nếu mà có data edit
thì mình mới làm ha. Nếu mà có data edit thì mình làm gì? Thì chỗ này nè, mình sẽ đặt một cái biến gọi là constr đi, hoặc là let cũng được. Let nè, mình sẽ đặt là image nha. Đấy, thì chỗ này mình sẽ là bằng cái gì? Mình sẽ là JSON, mình sẽ là chuyển cái chuỗi cái JSON thành thành mảng đúng không? Thì dùng cái hàm là fase này đúng không? Thì trong này mình sẽ bỏ cái chuỗi JSON của mình muốn chuyển ra. Thì bây giờ trong này nó là cái chuỗi gì? Nó là data edit. Đó, mình sẽ chọt vô cái gọi là image. Image có s nè, xong rồi là chọt vô cái gọi là image đúng không? Đó, thì cái này mình nó sẽ ra được cái mảng cho mình nè. Đó, thì sau khi có cái thằng này rồi đó, thì mình sẽ là gì? Mình sẽ xác nè, xác cái image review bằng cái image này, Ctrl C này, Ctrl V, đó là được ha. Thì mình sẽ là như thế này, Ctrl C này, Ctrl V, nếu mà có image ha, nếu mà nó phạt ra được image đó, thì mình sẽ xác ha, lưu lại. Ok, đấy anh em thấy chưa? Nếu mà nó phạt ra thì sẽ lấy được cái ảnh này. Đây, lúc này mình sẽ là lấy được hết tất cả thông tin nè, mình sẽ lấy được cái ảnh trong này luôn nha. Rồi bây giờ xóa nè. Bây giờ mình thử là tắt nha. Bấm là ngồi đây tắt nè. Đó, giả sử nha, đang không có gì đâu, mình bấm vô cái thằng là cho thuê căn hộ gì đây? Cho thuê căn hộ giá tiền rẻ vậy đúng không? Xong cái này mình sẽ bấm nè, chỉnh sửa nè. Đấy, nó sẽ lấy được là huyện Thái Nguyên nè, thành phố Thái Nguyên nè, và cho thuê căn hộ nè, miễn phí tháng đầu tiên, giá rẻ tiện nghi nè. Đó, lấy được 5 cái ảnh ra đây luôn nè, anh em thấy chưa, lấy được cái target rồi, ok nha. Thì bây giờ ngay tại đây mình sẽ update, mình chỉ chỉnh sửa xong mình sẽ update nha. Mình sẽ lấy cái gọi là lấy cái thằng DB mình ra, mình sẽ là update nha. Thì bây giờ mình sẽ là trước khi mình update, mình sẽ bấm check. Mình sẽ check xem là mình bấm tạo mới nè, thì nó sẽ là cái backlog của mình là cái gì, và mình sẽ check xem là mình đã có cái API để mà update chưa. Thì mình sẽ vô cái API này, đâu rồi, trong này mình không để mình để folder service à, thì trong này mình sẽ vô service, mình sẽ check xem là có cái gọi là created nè, get nè, create new nè, upload nè, get new post, get limits, get post. Ok, vậy là mình chưa có một cái API gọi là upload rồi. Thì mình sẽ là xem trong cái này nó có một cái nút tạo mới đúng không? Thì cái nút tạo mới này là ở đâu? Thì nút tạo mới này để mình check xem nha, ở đâu nha. Cái này là login nè. Đây nè, cái nút là test tạo mới là cái nút này của mình nè anh em. Đấy, cái nút này là nút tạo mới của mình nè. Thì bây giờ mình sẽ check ha. Như này thì bây giờ mình sẽ lưu lại nè. Thì trong cái created post này nó sẽ có một cái gọi là một cái prop mình truyền xuống là có user edit để mình phân biệt là nó đang ở trạng thái tạo mới hay là chỉnh sửa. Thì mình sẽ dùng cái đó để mình check cái thằng này. Đấy, mình sẽ dùng thằng đó để mình check thằng này, nếu mà nó là user edit á, đúng không? Nếu là user edit á, thì mình sẽ là cập nhật ha. Mình sẽ để là cập nhật, tức là mình sẽ chỉnh sửa. Mình sẽ mở VK lên nha. Rồi, trong này á, nếu mà nó là edit thì mình sẽ để là cập nhật chứ gì. Rồi, còn nếu mà nó không phải thì mình sẽ để là gì? Tạo mới nè. Đấy, thì mình lưu lại thì ra ngoài cái nút của mình sẽ chuyển thành nút cập nhật thôi. Đấy, cái nút của mình sẽ chuyển thành nút cập nhật thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ là khi mình bấm cái nút này nó sẽ thực hiện cái hàm handle submit đúng không? Thì nó sẽ thực hiện cái hàm này. Nó sẽ là lấy cái gì đây, write code này, error code này, ok, nó sẽ làm như là tạo mới luôn, nó sẽ là còn ra cho mình một cái gọi là payload đúng không, nó sẽ tạo ra cho mình một cái gọi là payload này, đó, nó sẽ là validate này, rồi nó sẽ là result này, nếu trả về là validate trả về là không thì nó sẽ là gửi API này, gửi một cái API là created post này. Rồi bây giờ mình sẽ là comment cái gọi là gửi API lại ha. Mình sẽ comment nguyên cái hàm nguyên cái hàm trên này nha. Mình sẽ comment lại nguyên cái hàm này, hàm if này. Đấy, mình sẽ xét là nếu mà result bằng 0 thì mình sẽ là gì? Console log. Cái gọi là final payload để mình xem là
mình gửi cái gì lên á, mình sẽ check xem là cái data mình gửi lên đã chuẩn chưa. Nếu mà đã chuẩn á thì mình sẽ là ồ nó lỗi gì đây, mình làm cái gì nó bị lỗi gì á, để mình tra lại coi. Con này hàm if này, hàm else này, thì chỗ này mình sẽ là comment lại thôi. Ok, chỗ này mình sẽ comment lại thôi. Đấy, chỗ này mình sẽ là lock nè, lock cái gọi là final payload nè. Ok, lưu lại nè. Rồi bây giờ mình sẽ thử gọi là ấm submit nha, nó sẽ ra cái gì nha. Mình chưa chỉnh sửa gì đâu nha, mình sẽ bấm submit thôi. Mình chưa chỉnh sửa gì chỗ này đâu, mình sẽ bấm là submit nè. Đó, nó sẽ ra lại cái gọi là cái payload cho mình. Cái error code là undefined là một cái fail nè. Cái ảnh nè, cái ảnh là nó gọi là nó lấy được cái ảnh là đây anh em. Đó, ảnh là vẫn bình thường nè. Đó, write code nè, address nè, có đầy đủ user ID, target, provide, giá nè, number nè. Ủa sao cái error code là undefined nha. Mình có một cái gọi là error code nó bị undefined. Error code là cái đây nè. Error code là cái này nè. Tại sao nó là undefined, để mình check xem nha. Mình chưa chỉnh sửa đây đâu nha, mình chỉ là cái này thôi. Cái error code này nè. Nó là get code payload. Trên này mình sẽ có một cái gọi là payload error code nè. Nó sẽ là data edit gọi là chấm error code. Mình sẽ lock cái data edit này ra lại nha, Ctrl C nè, Ctrl V nè. Bây giờ mình sẽ là gì, Ctrl lock nè. Trong này mình sẽ bỏ cái thằng data edit này vô nè, mình sẽ lock ra lại ha. Rồi, nó đã có rồi. Bây giờ mình như thế này, trong này nó sẽ có là error code là null nè, error code là null nè, đó là do lúc cái data edit mình quăng lên là null đó, nên mình lấy lại nó là null nha. Thì bây giờ mình sẽ check lại là cái data edit của mình lúc mà mình lấy lên nó như thế nào. Thì nó là trong cái tịch bot đúng không, rồi trong cái gọi là nút button của manage boss nè. Trong này nó có một cái nút gọi là đây nè, item nè. Mình bắn lên luôn cái item mà ta, đúng không, mình bắn lên luôn cái item. Mình bắn luôn lên cái item rồi mà sao thằng này nó lại bị fail cái error code nha. Error code. Ok, mình sẽ là lại nha, mình sẽ đi reload lại trang nè, nó chưa có gì đâu. Rồi bây giờ mình sẽ check vô trong cái network nè, mình gọi được cái gọi là get admin limit nè, mình được 3 thằng đúng không. Đó, bây giờ mình sẽ check vô nè, coi thử cái error code mình lấy về nó có ổn không. Thằng này là lấy về ổn nè, thằng thứ nhất là ổn đúng không, thằng thứ hai nè. Đấy, thằng thứ hai lấy về bị null là do cái db, là do cái db rồi chứ không phải do code nha. Trong này mình sẽ là trong cái db nè, mình sẽ là bài boss nè. Đây bài boss, mình sẽ là sort theo cái error code. Trong này nhiều quá rồi, nó có một cái nuôi mình tìm sao ta. Mình sẽ sort theo thằng error code coi. Đây nè, đấy nó có một cái null này anh em. Đó, mình không hiểu sao nó ra một cái null chỗ này nhờ. Để lúc mình tạo á, lúc mình tạo cái bài boss á, chỗ này nó không có tạo được cho mình cái error code này. Giá là bao nhiêu nhờ? Thằng này mình để number là 12 mà. 12 mà sao không tạo được nhờ? Tức là lúc mình tạo nó không có cái error code đâu. Thì chỗ này lên mình lấy về là không có là đúng rồi nha. Thì bây giờ cái này không phải là do cái code của mình đâu. Bây giờ mình sẽ clear đi nè. Đấy, mình sẽ qua cái gọi là console log nè anh em. Rồi bây giờ mình sẽ sửa nè. Đấy,
trong này đúng không, nó sẽ có một cái gọi là đầy đủ đúng không, cái error code này nó là null rồi. Thì bây giờ á mình sẽ thử chỉnh sửa nè, mình sẽ sửa cái này đúng không, căn hộ giá rẻ đúng không, thì mình sẽ là xóa mấy cái lock rồi nha, để nó lock mệt đúng không, mệt người ha. Thì bây giờ nó là lock ở đâu trong cái Related Post này, mình sẽ là Attain Edit này, nó lock ở đâu rồi, Created Post 038 là cái Data Edit này, mình sẽ xóa đi, lưu lại. Rồi cái này anh em để này, cái error code này mình còn lấy được bình thường nha, nếu mà cái DB mình có thì mình sẽ lấy được bình thường, nên không có phải là do code nha, mà là do cái DB mình lưu về nguyên á. Thì lúc này nè mình sẽ là sửa ra, sửa trên này căn hộ giá rẻ này, mình sẽ để là căn hộ cao cấp nè, mua không nổi nè, mua không nổi đi. Rồi đó, mình sẽ sửa lại như thế này. Rồi cái cho thuê căn hộ này mình sẽ sửa lại hết nha. Cho thuê mình sẽ sửa vấn đề như này đi. Rồi cái tỉnh này mình sẽ để là Bắc Cạn đi, quận huyện mình sẽ để là Ngân Sơn nè. Đấy, mình sẽ chỉnh sửa một vài thứ thôi. Giá cả này mình sẽ sửa lại. Ý dạ, chết mẹ mày lắm, cái gì rồi, chỉnh sửa lại nè. Rồi mình sẽ là Bắc Cạn nè, quận huyện là Ngân Sơn nè, cao cấp mua éo nổi, mua éo nổi đâu. Rồi cái description này thì nó trả về cho mình cái dạng Trinify luôn ha. Chỗ này mình phải convert sang luôn nha, convert Trinify ra nha. Ở bao phê gọi gì, lấy tiền. Rồi trong này mình sẽ sửa lại giá là 12 triệu thôi, 112 triệu đi. Rồi diện tích mình sẽ để là 50, gọi là 21 đi. Đối tượng mình chỉ cho nữ thôi. Ảnh thì mình sẽ xóa bớt một cái ảnh ha. Mình sẽ ớt một cái ảnh này đi. Mình xóa như này thì nó ra fail rồi. Thì bây giờ mình sẽ check lỗi này. Nó kêu là filter not function, filter not function ở created post dòng 67. Mình sẽ chọt xuống này, created post dòng 67. 67 nó có một cái là filter này. Filter not function. Set payload. Set payload. Ở trên này nè, mình đã set cái preview này, mình set payload luôn mà. Set payload là cái này rồi mà. Cái này là handle on-chain. On-chain thì mình mới set như thế này. Thì khi mình không on-chain thì cái payload của mình nó không có. Mình phải set cái giá trị default cho image nữa nha anh em. Đây nè, cái image của mình nè, mình phải set cho nó một cái giá trị default nha. Giá trị default của nó là image chấm gọi là một cái mảng đúng không. Thì mình sẽ làm cái gì, cái này nè, mình sẽ là image này nó là một cái chuỗi JSON này, thì chỗ này mình phải phạt ra nha. Đấy, chỗ này nè mình sẽ là gì, JSON nè chấm này pha xe ha, mình sẽ phạt này ra nha. Trong này mình sẽ bắt này vô, nhưng mà nó còn một cái nữa là mình vô trong cái trường image nha. Đó thì mình mới có được cái image của mình nè. Rồi cái description này sẵn tiện mình sẽ là pha xe đó ra luôn ha. JSON nè chấm gọi là pha xe nè. Rồi mình sẽ là pha xe cái description này ra luôn. Ok, lưu lại. Rồi bây giờ mình sẽ là có lại thôi. Bỏ cái này ra, mình sẽ là clear này, xong rồi bấm cập nhật lại nha. Giờ mình sẽ là gì, bấm cập nhật lại như này đúng không, mình sẽ là control sửa này. Rồi nó là như cũ đúng không, không có gì khác biệt cả. Bây giờ mình sẽ là tỉnh Long An này, chọn quận huyện quận Thạnh Hóa gì đây này, căn hệ căn hộ dễ lại nha, cho thuê căn hộ giá tiện nghi này, giá cực đắt nha. Rồi mình sẽ sửa bậy bạ thôi, không có gì hả. Miễn phí tháng đầu tiên,
Miễn phí tháng miễn phí 10 tháng ha. 10 tháng đầu ấy. Rồi. Mình sẽ sửa cái giá này là thành 83 83 triệu 8 triệu 3 đi, diện tích mình sẽ để là 52 đi. Cho nữ nha, để sửa bớt nè, trong này mình sẽ xóa ảnh nè. Đó, lúc này mình đã xóa được ảnh rồi nha anh em. Ok, lúc này mình đã xóa được ảnh rồi ha. Bây giờ mình sẽ xóa hết nè, mình sẽ để cái này lại 138 ảnh thôi. Đó, 38 ảnh 4456 thôi, mình bấm cập nhật nó sẽ ra cái gì nha. Đây, cái này mình sẽ bấm cập nhật nè. Rồi, nó sẽ lóc ra một cái cục như thế này cho mình. Thì mình sẽ có nè, huyện Thanh Hóa, tỉnh Long An. Đúng chưa? Huyện Thanh Hóa, tỉnh Long An, đúng chưa? Nó sẽ lấy theo giá trị này của mình. Error code là 5 UMD. Là trên từ 50 đến 70 mét vuông á, thì mình để bao nhiêu? Mình để 52 đúng rồi nè. Error code là để 52 này. Calorie code là vẫn là cho thuê căn hộ nè, miễn phí 10 tháng đầu nè. Đó, cái ảnh của mình chỉ còn 3 nè anh em. Đấy, đúng không? Ảnh lúc mình đầu mình còn 5, bây giờ còn 3 đây nè. Mình kể là label cho thuê căn hộ Huyện Thạnh Hóa nè. Rồi cái giá của mình là trên 15 triệu hả? Đây là trên 15 triệu nè, mình để bao nhiêu đây? À, mình để 83 triệu lận. Number là 83 nè, tỉnh Long An, target nữ nè, cực đắt nè. Đó, mình đã sửa xong tất cả thông tin rồi. Thì nhiệm vụ của mình bây giờ là gì? Đưa cái cục này lên lại cái update của thằng API thôi. Đó, đúng không? Thì bây giờ mình đã gọi là viết xong được, chuẩn bị sẵn sàng được cho cái payload đó mình để mình gửi API. Thì nhiệm vụ của mình bây giờ làm gì? Nhiệm vụ của mình là mình khi mình xong xuôi hết tất cả thì mình sẽ là gọi một cái API là update chỗ này nha, đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ viết API update ha. Chỗ này mình sẽ là call order nè, mình sẽ để lại thằng này thôi. Thì bây giờ mình sẽ chọt vô server mình viết. Thì để viết một cái API bất kỳ thì mình sẽ là chọn vô service trước nè, mình sẽ là viết cái hàm service cho nó ha. Rồi ok, chỗ này nè, mình sẽ là Ctrl C thằng này. Đó, Ctrl V thằng này. Đó, trong này mình sẽ là gì? Update đi. Update post. Rồi. Trong này mình sẽ làm gì? Mình sẽ là lấy cái payload vô đây nha. Đúng không? Mình sẽ nhận được một cái payload, payload mà mình gửi bên đây nè. Mình sẽ nhận được ha. Thì trong cái payload này nó thiếu cái gì? Nó có thiếu gì không? Nó thiếu một cái gọi là ID nha anh em. Nó thiếu một cái gọi là ID của cái bài post. Tại vì mình muốn chỉnh sửa một cái bài post nào đó thì mình mới biết rõ cái ID của bài đó là gì. Thì mình phải thêm một cái trường ID vào đây nữa. Tức là mình phải định chỉ ra cái bài post mà mình muốn chỉnh sửa là bài nào thì mình mới biết được đường mình chỉnh sửa nha. Thì trong này là cái payload này nè, thì mình sẽ check nè. Nếu mà trường hợp mà có user edit á thì mình sẽ lấy cái hoặc là trong trường hợp mà có cái data edit á thì mình sẽ lấy cái ID trong cái data edit mình thêm vào cái payload này. Ok chưa? Thì chỗ này nè, mình sẽ là viết thêm một cái gọi là một cái hàm nữa, một cái điều kiện nữa ha, mình sẽ là if này. Nếu mà cái user edit hoặc là mình sẽ check cái data edit luôn. Nếu mà có data edit thì mình sẽ làm gì? Thì mình sẽ là gì? Final final payload mình sẽ là chấm gọi là post ID. Mình sẽ thêm một cái key là post ID cho cái thằng final payload này và cái giá trị của nó là data edit gọi là chấm ID, đúng không? Rồi lúc này mình sẽ là lưu lại nè. Đó, lưu lại rồi xong mình sẽ bấm submit nha nè. Đó thì bây giờ mình sẽ là để như thế này đúng không, xong mình bấm submit nè. Đấy, mình sẽ check so sánh nè nam. Thì trong này nó sẽ có một cái nữa là post ID cho mình đó. Đây nó sẽ có một cái là post ID nè, là cái bài đăng mà mình muốn chỉnh sửa nè. Đó, ok chưa? Trên này nó không có ha, dưới này nó sẽ có nè. Tại vì cái payload này là payload để tạo mới. Tạo mới thì mình chưa biết cái, tại vì cái payload tạo mới đó là chưa tồn tại nên bây giờ mình là mới tạo mới, đúng không? Còn cái này là mình chỉnh sửa một cái payload đã tồn tại thì mình sẽ biết được là chính xác cái payload nào. Mình sẽ cần ID. Rồi, tiếp theo qua bên này đúng không? Mình sẽ chọt vô một cái payload và mình sẽ lấy được cái gọi là ID trong cái này, đúng không? Rồi, bây giờ cái này obsessive bot đúng không? Cái này cái bet này không cần nè, cái query này không cần nè, cái response mình sẽ là post chấm gọi là update nè, mình sẽ dùng một cái hàm update nè.
Thì trong cái update này nó cần cái gì? So hết nè. Update này nó sẽ là gồm hai đối số đầu tiên là cái object, nó sẽ cần hai object nha anh em. Đó, object đầu tiên và cái object thứ hai. Đó, object thứ hai thì là để mình viết điều kiện where vào đây, tức là mình sẽ update cái thằng nào á, nó sẽ là where nè. Đó, where cái gì? Where ID của bot nè bằng cái gọi là bot ID đúng không? Mình sẽ là lấy cái bot ID trên này như thế này. Đấy, mình sẽ là lấy được một cái gọi là bot ID trong cái payload này đúng không? Trong payload này mình sẽ lấy được cái bot ID và cái những cái thằng còn lại thì mình dùng ref, mình sẽ là để là payload. Đó, thì mình sẽ lấy được cái bot ID này ra, thì trong này mình sẽ là tìm xem là cái ID nào bằng ấy. Tìm xem cái ID nào á, control C này, control V này. Đó, mình sẽ tìm thêm cái ID nào trong cái bảng bot của mình á bằng cái ID này. Đó, mình tìm xem nếu để mà gọi là vậy tìm xong thì mình sẽ là chỉnh sửa nó, chỉnh sửa như thế nào, tức là mình chỉnh sửa tất cả những cái trường trong payload này đúng không, mình sẽ chỉnh sửa tất cả cái trường giống như cái trường trong payload này, thì cái payload này bản chất nó là một cái object rồi, thì chỗ này mình sẽ là để cái payload trên này thôi là xong ha, tức là mình sẽ chỉnh sửa theo cái payload và cái điều kiện là gì, ID của bot. Rồi khi mà cái hàm chỉnh sửa này nó sẽ trả về cái gì, nó sẽ trả về cho mình một cái mảng, trong đó nó sẽ có số số lượng mà mình chỉnh sửa. Giả sử mình chỉnh sửa một hàng thì nó sẽ trả về một cái mảng ở trong đó có số 1. Nếu mà mình không chỉnh sửa cái mảng nào thì nó sẽ trả về cái mảng trong đó có số 0 đúng không? Thì chỗ này mình sẽ check ha. Cái mảng mà mình sẽ check vô cái phần tử đầu tiên của nó ha. Đây nè, phần tử đầu tiên là 0. Mình sẽ check xem là nếu thằng này là 0 hay là 1. Nếu là 0 á thì chứng tỏ là nó không chỉnh sửa gì. Nếu là 1 thì nó chỉnh sửa đúng không? Thì nó sẽ là gì? Lớn hơn 0 nè. Nếu mà cái này lớn hơn 0 thì mình sẽ trả về mã code là 0. Còn nếu mình thằng này mà vậy nhỏ hơn thì trả về mã code là 1. Đấy, còn nếu mà lớn hơn 0 thì mình sẽ là gì? Updated đúng không? Mình sẽ sửa là gì? Updated, tức là đã chỉnh sửa. Còn nếu mà nó là bằng 0 á thì chỗ này mình sẽ là gì? Mình sẽ ghi là update nè, updating đúng không? Updating boss fail nè. Đã fail nè, lưu lại. Rồi mình đã viết xong một cái hàm gọi là hàm service để mà chỉnh sửa, thì nó đơn giản rồi thôi. Thì bây giờ mình sẽ qua bên controller để mình gọi cái hàm này. Thì mình sẽ lên cái controller nè, cái module mà đóng lại nè, mình sẽ là có cái boss controller đúng không? Thì trong này mình sẽ là copy lại thôi, control C nè, control V nè. Đó, trong này mình sẽ gọi một cái hàm, mình nghĩ một cái hàm là update boss. Rồi trong này mình sẽ lấy cái gì, mình sẽ lấy cái gì, cái này mình bỏ đi, mình sẽ lấy cái gì trong này thì mình gỡ lên phương thức là chỉnh sửa là phương thức boot đúng không, là cái method là boot, thì chỗ này mình sẽ là constr này. Mình sẽ lấy được một cái gọi là mình sẽ gỡ lên một cái gì, mình sẽ gỡ lên cái gì trong cái mình sẽ lấy được một cái gọi là boot id này đúng không, mình sẽ lấy được một cái boss đi và còn lại là cái gọi là payload. Mình sẽ lấy được cái gọi là request.body nha, nó sẽ là truyền lên theo kiểu body đúng không, mình sẽ lấy được cái body, trong request.body này mình sẽ lấy được cái boss id, thì mình sẽ dùng cái này mình check nè. Đấy, nếu mà ông không có truyền lên cho tôi cái boss id thì tôi sẽ trả về là gì, missing boss id nha, tức là mình phải cần cái boss id này để mình map vô cái điều kiện where này nha. Mấy cái thằng payload này là muốn truyền lên bao nhiêu cũng được hơn, truyền cái gì thì mình sửa cái đó, nhưng mà phải truyền lên một cái boss ID để mình gọi là mình dùng check điều kiện where để mình tìm ha. Thì bây giờ bắt buộc mình phải có cái boss ID. Rồi cái payload này từ có cũng không sao ha. Rồi bây giờ mình sẽ là check thêm một cái nữa. Đó là gì? Đó là ID của user ha. Thì cái gọi là cái controller này á, nó vẫn chạy được, cái controller update này nó đã qua được cái middleware của mình rồi, tức là mình đã lấy được cái công nhận cái xác thực của nó rồi, nên chắc chắn là sẽ có ID thôi, nhưng mà chỗ này mình sẽ check luôn cho chắc. Chỗ này nè, mình sẽ là check cái gọi là ID. Anh em đợi một tí nha. Ok, chỗ này mình lấy được cái gọi là ID đúng không? Mình sẽ lấy trong cái request chấm gọi là user đi. Đó, mình sẽ check xem cái thằng này luôn nha. Nếu mà không có cái ID thì mình cũng return ha, tại vì mình phải cần cái ID này á để mình check, thì mình sẽ làm missing input thôi, kệ nó đi. Rồi trong này mình sẽ gọi tới cái hàm gọi là update thôi, update boss thôi. Mình sẽ bỏ cái gì vô, mình sẽ bỏ cái request.body vào đây, chấm gọi là body vào đây ha.
Còn không á thì mình đã rải ra trên này rồi á, mình dùng toán tử dictionary với lại red trên này rồi á, thì chỗ này mình sẽ là thả cái bot id vô. Mình sẽ thả cái bot id vào đây. Và mình sẽ thả thêm một cái nữa là gì? Payload vào đây. Trên trên C này, trên trên V. Đó, sau khi mình thả như thế này á, thì bên này mình sẽ nhận được hai đối số. Mình sẽ nhận một cái gọi là bot id và một cái là payload. Đó, mình không dùng dictionary chỗ này để mình lấy nữa đúng không? Mình chỉ nhận được hai đối số là bot id và payload thì mình sẽ làm tương tự thôi. Đó, mình sẽ truyền cái bot id và payload chỗ này. Rồi, trả về một cái response đúng rồi. Thì bây giờ mình sẽ là vô cái route. Mình để mình định nghĩa ra cho nó ha, thì mình sẽ viết nó ở dưới cái verify nha, ở dưới cái middleware của mình để cho nó check các cành ha, còn như C còn như V này. Mình sẽ là để coi nào, cái service này nè, trong cái payload này mình có một cái gọi là user ID á nè, user ID where default à tạo mới này cái user ID label Robin này. Đâu rồi? Đâu rồi? Message. Đây này, trong này mình sẽ có một cái user ID này, mình sẽ cho nó bằng là user ID đúng không? À chết rồi, chết con mẹ rồi, thì mình phải làm y chang thằng này nha Nam, mình create này. Chích rồi nó căng hơn mình tưởng ha, tại vì bình thường là chỉ update một cái bản update một cái bản gọi là bản create thôi, bản boss thôi, nhưng mà cái này mình lúc mình tạo một lúc rất là tạo cho rất là nhiều bản nên lúc này mình phải là phải update lại rất là nhiều bản từ từ nha, để mình suy nghĩ chỗ này nha cho nó đồng bộ ha. Ok Nam. À, tại vì như mình nói cái lúc mình tạo á, mình tạo bản á, mình tạo rất là nhiều một lúc nên bây giờ á mình update mình cũng phải update lại một lúc nhiều bản á, tại vì cái này là do ngay từ đầu mình gọi là cào data ở trên trang chính về á, xong mình nạp kiểu này cho nó dễ, xong rồi về sau nó lại khổ với mình ha, nên sau này anh em tự làm á, làm con mới á, thì cái database của mình á là anh em tự thiết kế sao cho gọi là gì, lúc mình tạo mới hoặc là update thì nó là hạn chế làm một lúc nhiều lần như này nha, tối đa 2-3 bản một lúc thì được nha, còn làm một lúc nhiều bản này thì hạn chế hơn. Tạo thiết kế cái bản nó là quan trọng nha, thiết kế DB nó là quan trọng hơn, nó giúp mình code rất là dễ, hoặc khó là do cái bản thôi, và cái bản mình như này rồi thì bây giờ mình sẽ code theo thôi đúng không. Thì nhiệm vụ của mình á là update tất cả những cái bản này, thì bây giờ muốn update á, tạo mới thì mình sẽ là ID, thì mình sẽ là dùng cái hào để mình tạo ID mới, nhưng mà lúc này là update rồi thì tức là đã có sẵn rồi ID rồi, thì mình sẽ dùng cái ID đó để mình update. Thì như thường lệ đúng không, mình đã có được cái bot ID nè, bây giờ mình update bao nhiêu ảnh, bao nhiêu mình sẽ coi trên này nè, mình sẽ cần update bao nhiêu gọi là bao nhiêu cái trường không, cái Robin này không cần đúng không, tại vì mình đã có sẵn rồi. Cần chứ nhờ, file array này nếu mình cho một cái tên mới thì mình cũng phải là xét lại thôi, cái label này cũng vậy nè, rồi hai cái này mình sẽ cốp lại thôi. Overview nè, ok mình sẽ cần một cái ID overview này, một cái ID manager này, một cái ID image này, một cái ID attribute là ba cái. Rồi. Đó, trên này nè anh em có một cái image này, có một cái gọi là đâu rồi? Image. Ok mình phải lấy sao nhỉ? Như này để mình check trên này nha, cái bảng attribute mình sẽ là giá cả đúng không, ok mình sẽ lấy lại hết tất cả những cái này ha, attribute này, cái public cái giá này mình sẽ lấy được cái giá lên này, prime number này, ok cái diện tích này, ôi da đâu rồi. Cái target là ở overview này, trong cái target mình sẽ lấy là body.target này, body chấm gọi là label này, calorie này, mình sẽ có một cái label trên này nữa,
Đây này mình sẽ có một cái label này, dùng cái label để mình tạo đúng không? Rồi ngày tạo này, ngày tạo là current.today, current.today, current.today. À cái ngày tạo này mình phải sửa lại ha, cái lúc updated s thì mình cái ngày tạo này mình phải giữ lại này. Mình sẽ không sửa cái ngày created đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ viết nha. Thì trước tiên á, mình muốn viết thì mình bên này nè, mình phải lấy được mấy cái ID của cái image overview và image overview và cái gì nữa, có ba cái là mình đã nhớ mà. Đâu rồi? Sẽ là image overview và attribute. Rồi mình sẽ lấy thêm ba cái ID đó nữa. Ba ID đó mình lấy ở đâu? Mình sẽ lấy trong cái edit data thôi. Trong này nè. Mình sẽ làm như này. Function x này. Trên v này, đấy. Mình sẽ là post nè. Đó mình sẽ là gì? Attribute. Attribute này. ID này. Đó, mình sẽ là chọn vào đây, function c này. Trên V này mình sẽ lấy trong cái data edit nè, trong này mình sẽ là có một cái gọi là image nè, ID nè, mình cũng sẽ lấy thằng này, trên C mình bỏ đây ha. Rồi còn trên C còn trên V này thì trong này mình sẽ là lấy cái gì đây, trên D này mình sẽ lấy một cái gọi là overview này, ID. Rồi sau khi mấy ID này nó chấm chấm này nhìn này ớn nè, ớn ăn nè. By loss image ID any. Ok mình sẽ lưu lại nha. Nó lỗi không? Rồi bây giờ mình sẽ thử bấm submit ha. Như này đúng không? Mình sẽ bấm submit này. Có thể lấy được cái gì trên này, lấy được attribute ID này, lấy được cái overview ID này, lấy được cái image ID này. Rồi mình có ba cái thằng cờ hó này, mình sẽ là chọt vô cái này đúng không, trong cái controller này mình sẽ lấy được cái gọi là overview này, overview này, ID này, có s không, để mình coi có s không nha. Cái overview ID này nó không có s nha. Rồi cái image ID có s nè và cái attribute ID nè. Sẽ là lấy được cái image này. ID này. Lấy được cái attribute này. ID này, đó mình sẽ lấy được ba thằng này. Bot ID. Rồi trong này mình sẽ check hết luôn nha. Đó mình sẽ check từng cái ha. Nếu mà không có overview ID nè thì mình sẽ là trả về nè. Nếu mà không có cái thằng image ID nè mình trả về nè, nếu không có thằng attribute ID nè mình trả về nè, không có nha. Rồi không có thì mình trả về nè. Rồi mấy thằng này á anh chị, thằng này nhiều quá thì mình không có truyền kiểu này, mình chỉ quăng luôn cái request.body mà thôi. Đó quăng luôn cái object này xuống. Rồi bên cái service, bên cái service thì mình dùng cái này để mình nhận nè, bên C nè, mình sẽ dùng cái thằng này để mình nhận ha. Trong cái service này, ở đâu phải hàm này, lộ hàm rồi, trong này nè, mình sẽ dùng cái này để mình nhận nha. Rồi trong này nè mình sẽ là viết từng cái ha, mình sẽ là cuốc thằng này xuống nè, cuốc hết từ đây xuống nha, trong này nè. Mình sẽ cuốc xuống tới thằng này cần trên C này. Đó thì cái update này cũng tương tự ha, chỗ này nè cần trên V này. Rồi mình sẽ update từ cái đầu tiên là cái post ID, mình sẽ sửa lại là cái hàm update nè. Đó cái ID này mình sẽ không bỏ, không tạo ID nữa, thay thôi thì mình sẽ thay bằng cái thằng này gì, mình để thằng này body đi cho nó dễ ha, khỏi sửa. Rồi mình sẽ là body chấm thay thôi nè, label code nè. Cái label code này mình làm cái gì trên đây?
mình có cái label code này là gainer code, label code đúng không? Mình sẽ là control C này. Mình sẽ dùng cái hàm này update này. Đó, mình sẽ là label code này, body.label này, rồi address body.address, attribute ID. Cái này attribute ID mình không cần. Cái category code thì cũng cần ha, cái description rồi mình cũng convert lại, user ID không cần này, over ID này, email ID không cần này. Cái gọi là error code này cần này, cái write code cần này, cái provision code cần này. Hai cái này cũng cần update đúng không? Rồi. Tiếp theo là bảng attribute, chỗ này mình sẽ để là update. Update. Em đợi xíu. Rồi update đúng không? Viết cái cùng này đây, update này. À cái này á, update nó còn một cái đối số thứ hai nữa ha, mình quên đi. Chỗ này nó là where này, nó sẽ là where nha. Nó sẽ sửa cái thằng nào mà có ID bằng cái body ID á ha. ID bằng cái gọi là body ID này. Rồi. Mình sẽ cái thằng nào có ID bằng body ID mình sẽ sửa như thế này, mình gọi update như thế này. Tiếp theo mình sẽ là để mình lên chờ chút nha, mình sẽ coi thử thằng Google Line nó có gọi là update một lúc nhiều lần không nha. Mình sẽ là như thế này, mình sẽ là ok thôi, mình đã làm từ đầu ha, mình Google nhưng mà không thấy ha, mình chưa tìm ra ha. Thì cứ bây giờ mình sẽ update từng cái như này luôn ha. Rồi cái attribute ID này mình không cần nè, cái write code này mình sẽ là body.write này, body này, rồi cái e này body chấm này đúng không, mình sẽ bút lên này, rồi new date. Cái publish này mình sẽ là không động tới ha, đúng không? Tại vì cái ngày đăng này, cái này là cái ngày đăng này mình sẽ không động tới này. Cái start thì có thì mình sẽ sửa này. Rồi bây giờ tiếp theo là cái hashtag này mình đâu có sửa đâu, mình không có chỉnh sửa cái hashtag này, bỏ luôn đúng không? Mình chỉ update những cái nào mình chỉnh sửa thôi, như địa chỉ đồ nè, mấy cái này mình chỉnh sửa nè thì nó có đúng không, nhưng cái này hashtag không có mình khỏi sửa ha. Thì mình sẽ sửa trong cái gì, mình sẽ là where tiếp thôi. Where ID của cái bảng ID của bảng attribute bằng cái gì, attribute ID ha. Đấy rồi tiếp theo là update cái bảng image nè, ID bỏ nè. Mình sẽ update cái image rồi bằng cái certify của image AS đúng không? Rồi mình sẽ where nè. Mình sẽ where ha. Where cũng là where gì? ID nè, bằng cái gọi là image ID nè. Đó, mình sẽ update. Overview mình cũng là update nè. Rồi mình sẽ update cái ID mình bỏ nè. Cái hashtag mình không sửa nè, cái label mình sửa nè. Cái style là cái calorie đó. Là mình có sửa cái target này mình cũng có sửa này, mình sẽ body giống target này, cái bonus này mình cũng để là tinh thường thì mình không cần, cái ngày đăng này mình không cần ha, còn cái ngày hết hạn thì mình sẽ là cái này là mình random mà, cái này mình random ra mà mình không có chỉnh sửa nên bỏ luôn nha. Rồi mình sẽ là như này, mình sẽ là where này. Đúng ra cái ngày hết hạn anh em nên để một cái field ở client á, tức là một cái ô input nữa thôi, cho nó gọi là nhập cái ngày nó hết hạn vào, nó có chỉnh sửa được cái ngày hết hạn đấy. Và gửi lên đây mình sẽ xét ở trên đây thôi. Nhưng mà lúc trước mình muốn làm nhanh hay gì á, mình lại làm cái random rồi, thì bây giờ mình lười sửa quá. Thì cứ anh em cứ sửa lại cũng được ha. Where nè, ID nè, bằng cái gọi là overview ID nè. Rồi. Tiếp theo là cái bảng provin này, nó sẽ là file or create thôi, tức là nếu mình xét vào một cái provin mới mà không có trong DB thì nó sẽ là tạo mới nha, còn nếu mà nó có thì nó không tạo nữa. Rồi nó tìm nè, dùng cái open data or này, thành phố tỉnh này, y chang ha, cái này mình để nguyên nha, mình không sửa cái này, tại vì cái này nó chỉ là nếu mà lên một cái mới thì nó tạo mới, còn nó không có thì nó sẽ không tạo mới nha. Cái label này cũng vậy nè, nếu có thì nó tạo mới label, còn không có nó không tạo mới nè. Label code là cái gì đây? Cái này đúng không, cái label code trên này. Rồi body.label. Rồi chỗ này mình sẽ không có dùng cái response hay gì không, mình sẽ trả về luôn. Nó có lỗi thì nó sẽ bắn lỗi về thôi, còn không có lỗi thì nó sẽ là update thành công thôi. Đấy, mình sẽ là như thế này luôn. Ok nè.
Đấy, mình sẽ viết được một cái gọi là API update như này. Nó sẽ là tương tự như cái của thằng create thôi, nhưng mà thay vì mình tạo ID á thì mình sẽ sửa dựa trên cái ID có sẵn. Ok, thì bây giờ mình sẽ sửa file out này nữa. Bây giờ nó sẽ là create new đúng không? Chỗ này mình sẽ là update này. Update này. Update post by ID đúng không? Mình sẽ là update thôi, mình để update thôi. Chỗ này mình sẽ là quốc vô cái hàm là update này. Update post. Rồi. Review như này là mình sẽ có một cái route để mình update rồi anh em. Thì nhiệm vụ của mình đó, mình sẽ qua bên server ha, bên client này. Bên client này mình sẽ viết trong cái file post mà gọi API á, thì chỗ này mình sẽ viết thêm một cái ACOS cho nó, cho chữ C này. Cái trên V này, chỗ này mình sẽ viết là gì? API này. Update post này. Rồi, trong này mình sẽ bỏ cái payload cho thôi. Rồi mình sẽ gửi cái mình không gửi param ha, mình sẽ gửi bằng data nha. Chỗ này mình sẽ là data này. Bằng là gì? Payload này. Ok. Tại vì cái phương thức mình gửi là phương thức boot nha anh em, thì boot với lại boss thì mình sẽ là dùng body để mình gửi ha. Mình sẽ gửi bằng cái data nha. Thì bên be nó sẽ lấy bằng cái body, còn trong phương thức mà delete với lại phương thức là get á thì mình sẽ truyền bằng cái param ha, và bên kia nó sẽ lấy bằng cái query ha, bên be nó sẽ lấy bằng cái query ha. Thì bây giờ mình sẽ sửa lại bên này cái route của mình là route boot nha, cho nó trùng ha. Đấy. Mình có này boot này, get này, boss này đúng không? Mình ba thứ rồi, còn thiếu delete nữa thì sắp tới mình sẽ làm xong cái update, mình sẽ làm thêm một cái nữa là delete boss thôi. Rồi lưu lại. Rồi cái này mình lưu xong rồi đúng không? Tức là mình đã có được cái route là boost này và một cái API là update này. Rồi bây giờ mình sẽ gọi hàm. Mình sẽ gọi hàm thôi, coi thử nó có phát sinh lỗi hay không, thì cái này mình để ngày hôm sau ha. Hoặc là để video sau. Tại vì nhiều khi nó phát sinh lỗi mà nữa ngồi fix nữa thì nó sẽ tốn thời gian nữa khá nhiều, nên bây giờ mình hôm nay mình chỉ là viết API thôi. Đấy, và lấy data để chuẩn bị để update thôi. Thì video sau mình sẽ update nha anh em.